Trên thế gian này một người thành công lỗi lạc trong đời, nếu thứ nhất cái quy tắc đầu tiên phải đi tìm một người gọi là thiện trí thức thông minh, tại vì họ đã trải qua nhiều kinh nghiệm, họ sẽ chỉ một cái, còn hơn là cái mình dùng đầu óc của mình suy nghĩ hoài không ra. Những người làm ăn cũng vậy đó, là tại sao bữa có thằng mà PhD á, mà đến để mà nó xin advice, xin cho hộ chỉ, nó chiều chỉ một cái nó sáng mắt lên liền á, dễ làm liền á, vừa mở ra cái agent đi, đó là quan trọng. Mình mà mình muốn làm cái gì khác hơn cái nghề của mình phải có một người rất là giỏi về đời chỉ mình cái, biết cái đó là thắng hay bại liền. Còn mình mà đù đù mà ra mình bỏ 30.000, 50.000 mình cứ làm xong luôn. Giả sử nha, giả sử như mấy con mấy đứa bình thường mới qua Mỹ 5-3 năm hay là qua lâu cũng vậy, mở tiệm nail, hỏi sư phụ thu cũng biết chỗ có chỗ nào đắt chỗ nào không đắt. Mình nói giả sử nha, đi xuống Oakland mở tiệm nail đi, Mỹ đen nó vô nó thưa còn tối ngày, sư phụ nó no liền, không có cho làm đó. Thu biết hết, ở đây lực lệ thu biết, nó thích thưa mình lắm, kiểu nào cũng thưa, vô giả bộ nó vũa mạnh nó thưa, đẹp nó không có trả tiền nó cũng thưa. Hà ra phi trường mở vậy á, mấy con chưa để gì ngày nào cũng làm đẹp. Phi trường sông băng á, hà con mở là con đắt, hay xuống Las Casas hay là xuống Follow Tô mà phía bên west đó nghe, đừng bên east nghe, nó có hai khu. Trời, mấy con muốn làm gì hỏi cho chỉ hết. Ví dụ mua nhà, mấy con đâu cần phải đi xa tới bên Houston hay là Dallas để nhà rẻ. Mình có thể vô gần đây à, Roosevelt 2 tiếng hay là Peterson hay là Tracy vòng vòng đây thiếu gì. Cũng vô San Jose được vậy, có 1 tiếng mấy à. Mà ở đây Providence, Cali rẻ hơn Houston biết nhiêu. Mà mình lời cái là lời khí hậu này nghe. Mình lời cái là mình có cái Thiên Long Sơn đây nữa nghe. Có nhiều chuyện lời lắm. Ở Cali á, nó có núi, có sông, có biển, có tuyết, nó có 3-4 thứ đó. Còn đi mua nhà bất cứ đâu phải coi chỗ nào có 4 thứ này. Hộ đây cũng có nữa, 5 thứ luôn. À, có những tiểu bang nó không có 5 thứ đó đó. Chỗ nào có hộ, sông mà sông nước ngọt nha, Sacramento của mình nè, hỗ trợ chạy tàu lên hoài nước ngọt tắm đùng đùng luôn á. Ờ, có lên đến kia ngoài cái vịnh á, lên sông Pablo, lên tới Pittsburgh, tới Antioch á, là nước ngọt rồi. Rồi có sông tuyết, ở đây mình lên Lake Tahoe bao lâu? Có 3 tiếng à, 3 tiếng rưỡi đúng không, tới Lake Tahoe có tuyết rồi. À, chỉ tính là mình có Reno nữa 4 tiếng không, nguyên cái casino khổng lồ á, mà đừng đánh bài nha, lên nó vui chơi ăn uống thôi. Rồi mình có biển đây, mới bữa hộ chở đi mấy nhỏ đi biển đi 17 mai á, đây lái con 1 tiếng 35 phút, rồi mình đậu xe ở đây, mấy đứa nhỏ chơi với cát xe ven mà kiểu OV hộ á, mới từng rồi hộ đi nè. À, thì gì cũng có hết, không cần đi xa, còn đi mấy thành phố khác là không có mấy cái này. Ví dụ như mình đi New York đi, New York chưa chắc nó có sông, ta không biết bên đó làm sao. Trong miền Nam Cali đi, miền Nam Cali á, nó đâu có nó có núi, nhưng mà không phải núi như mình, núi mình có cây đồ nữa. Rồi miền Nam Cali á, là ở Orange OC á, là chỗ lý là Sài Gòn á, là họ đâu có sông, có cái biển không à, chứ tạo con chạy ở biển nó nguy hiểm lắm. Còn này mình có cái San Francisco Bay không, mình chạy trong nó không có sóng lớn, còn qua khỏi cầu Golden Gate á, sóng ghê lắm, chạy lên chút á, là nó là sông Sacramento á, cái river á, nó sẽ chạy lên tuốt trên Oregon nữa, mấy tàu buôn nó đi được cái đường sông. Hộ đi hoài mấy đường đó,